Chào mừng bạn đến channel Trải nghiệm Game. UOA là gì? Bạn có biết đó chính là hành động khiến người khác phải giật mình, tưởng chừng như chỉ có ngoài đời. Nhưng thật không thể tin được, trong game Liên Quân lại có hẳn một đội quân UOA siêu nguy hiểm. Chúng ta không nói vội về sát thương, nhưng khả năng rình mò rồi UOA khiến cho kiện tướng top team lại là một khả năng siêu mạnh. Có phải các bạn đang tò mò trong đội quân UOA đó có ai nhiều? Ngay bây giờ cùng tìm hiểu top 5 tướng thuộc đội quân UOA. Nào bắt đầu. Top 5, Batman. UOA và dọa người với Batman chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn ta có cho bản thân một chiêu thức UOA đáng sợ nhất mang tên rơi đêm. Với rơi đêm, Batman có thể khiến cho kiện tướng lo sợ, rồi vụ tấn công một pha UOA khiến cho các nạn nhân phải run sợ, mang cho bản thân biệt danh đó chính là hoàng tử bóng đêm. Mà chúng ta sợ nhất đó chính là gì? Đó chính là đêm tối. Khi mà mùa 4 này, chiêu thức UOA rơi đêm được giảm thời gian hồi chiêu, khiến cho khả năng dọa người càng tăng mạnh. Chắc chắn đây là một trụ cột mạnh trong đội quân UOA của Liên Quân. Top 4, Tôn Ngộ Không. Batman UOA được nhưng chưa phải là hoàn hảo, vì khả năng của Batman khi tiến lại gần các nạn nhân lập tức bị báo hiệu. Vậy nên về khoản UOA dọa người, Tôn Ngộ Không thực sự không hề kém cạnh. Luôn trong tư thế rình mò và chờ đợi, Ngộ Không chính là kẻ nguy hiểm nhất trong đội quân này. Hắn ta chính là tiên phong trong đội quân UOA bằng khả năng gây sát thương bạo kích ghê gớm. Ngộ Không núp bụi và phân thân thuật tàng hình ra dành tặng cho con mồi vài gậy như ý, đưa bọn chúng lên bảng điểm số trong cơn giật mình, vì chưa biết vì sao lại bốc hơi nhanh như vậy. Đó chính là điều mà khiến bao người phải lo sợ với khả năng UOA tử thần của Ngộ Không. Top 3, John. Lại là một kẻ sừng sỏ trong đội quân UOA. Khả năng của hắn ta chính là bắn các pha tên thần khắp bản đồ, khiến cho bao nhiêu kẻ phải lo sợ, vì biết đâu được đang vui chơi lại bị một pha tên của John tấn công bất kỳ khi nào. Đáng sợ hơn cả chính là khi trong các pha giao tranh đến hồi kết, nếu bạn là nạn nhân thua cuộc buộc phải chạy trốn, thì các pha bắn tên thần của John khiến bao kiện tướng phải lo lắng. Vậy nên với khả năng dọa người gây gớm này, John luôn được đánh giá cao trong đội quân UOA. Top 2, Illumia. Em út Illumia chính là một thành viên trong đội quân UOA, không có khả năng tiếp cận mạnh như các thành viên khác, nhưng Illumia chính là tướng có sức mạnh UOA đáng sợ nhất. Với sức mạnh dọa người đạt mức xuất thần nhập hóa, Illumia chính là nam tào đợi sổ, chỉ cần đợi thời cơ chín muồi lại thả ra pha thần trận khiến các kiện tướng lo lắng không thôi. Chỉ cần không tinh ý là lập tức dính ngay UOA thần trưởng của cô nàng. Chính nhờ khả năng UOA đáng sợ này, Illumia luôn là cái tên mà các kiện tướng không nguyện ý phải đối đầu. Top 1, Van Helsing. Đại tướng sông pha chính là Van Helsing, đứng đầu đội quân UOA. Đây chính là tướng không có chiêu thức gây bất ngờ như bốn vị tướng bên trên, nhưng khả năng của Van Helsing quá lớn, tiềm lực quá mạnh. Chỉ cần Van Helsing có trong đội hình, dù là đánh hay, đánh dở hay kể cả chưa đánh, đều khiến các đồng đội thót tim. Đó chính là uy thế UOA siêu mạnh, không cần phải làm gì mà đều khiến các thành viên trong đội quân UOA và đồng đội phải khiếp sợ và lo lắng không thôi. Đây chính là các thành viên trong đội quân UOA vô cùng đáng sợ, nếu anh em phải đối mặt cần hết sức cẩn thận. Trên đây là top 5 tướng thuộc đội quân UOA. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video nhé. Và nếu thấy hay đừng quên đăng ký kênh, like và share video, vì nó hoàn toàn miễn phí, nhưng đó chính là niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên bỏ lại một đăng ký kênh, vì nó hoàn toàn miễn phí. Và ấn vào biểu tượng chuông, lựa chọn gửi cho tôi tất cả thông báo về kênh này, để sau khi ad gửi lên cho các bạn các video, YouTube sẽ thông báo cho các bạn để vào xem nhanh nhất. Và sau đó đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ các video lên các mạng xã hội như Google, Facebook. Xin cảm ơn.